Có rất nhiều vận động viên, ở đây nó xài a lot of rồi nha. Rồi cái số 1 các bạn á, cái từ bao phủ á, có rất nhiều cái thông tin trên báo, các bạn xài a lot of cũng được mà most cũng được. Câu số 1 a lot of hoặc most, a lot of hoặc là most. Câu số 2 medal là huy chương, huân chương các bạn ơi, số nhiều đếm được, many, ok, hoặc là a lot of cũng được nha, many cũng được, a lot of cũng được, hai cách các bạn cứ viết hai cách vào cho cô. Rồi câu số 3 thời gian, thời gian các bạn không đến được, các bạn xài most, ở đây không thể xài a lot of được vì as most, as last time các bạn phải xài most. Câu số 4 sự kiện đếm được, xài many hoặc a lot of, many hoặc a lot of. Câu số 4 many hoặc a lot of. Câu số 5 thời gian không đếm được nha. I haven't got tôi không có, đuổi nó ra con, nó cắn cái gì vậy? A lot of time, a lot of time hoặc là most time. Rồi câu số 6 cái ghế ngồi là đếm được, xài many hoặc a lot of. Rồi câu đập cho nó cái đóng cửa lại. Rồi câu số 7 nhá, tôi vừa nghe thấy những cái vé rẻ nhất, đó là giá 25,1 bảng. Tôi nghĩ là nó quá gì? Quá tôi nghĩ that's too quá nhiều đúng không? Có quá nhiều, ở đây chỉ có suy nghĩ là nhiều thôi, đang nói về vé các bạn xài many nhá. Rồi câu số 7 là many cho cô. Rồi sang bài số 25 mã các bạn. Còn Milo kia hết chỗ nằm rồi. Most, many, a lot of, a few, a little. Rồi đọc đáp án. Bây giờ này, cứ nói về nhiều chúng ta có ba từ đầu là most, many, a lot, còn một ít chúng ta có a few, a little, ghi vào cho cô này. Ghi vào. Rồi. Nhiều, a lot of, many, most là nhiều, a lot of nó bằng lot được cộng với danh từ đếm được, danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Many cộng danh từ đến được số nhiều. Most cộng danh từ không đến được. Rồi đó là một. Hai chúng ta có a little với lại a few là một vài một ít, một vài một ít. Bạn xài gì bây giờ này? Không còn cà chua, tôi không nghĩ nó đủ để làm nước sốt cà chua này. Không còn cà chua, không còn nhiều cà chua đúng không? Không còn nhiều cà chua, tôi không nghĩ nó đủ để làm một ít nước sốt cà chua. Vậy là bây giờ một bên là nhiều, một bên là ít đúng không? Câu số 1, câu số 1 từ không có nhiều cà chua, tôi không nghĩ nó đủ để làm gì? Nhiều nước sốt. Thôi mình làm nhiều nước sốt đi, nghe nó kỳ kỳ. Làm ít nước sốt kỳ kỳ. Bây giờ này, cái đầu tiên các bạn cà chua đếm được, các bạn xài a lot of hoặc many cho cô. Về bên này con sẽ xài gì? Nước sốt là không đếm được, các bạn xài most cho cô. Ok, most hoặc là a lot of. Các bạn cứ a lot of các bạn cứ xài thoải mái cho cô coi. Câu số 2 này, mẹ của tôi chỉ bỏ một ít muối vào trong súp thôi. Một ít nha, một ít nha. Bà ấy nghĩ nó quá quá nhiều muối thì không có healthy. Rồi bây giờ này, đầu tiên các bạn sẽ bỏ một ít, một ít nhá, một ít các bạn xài a little hay là a few. Bây giờ muối đếm được không? Không đếm được, các bạn xài a little. Muối không đếm được xài a little, bởi vì nó mang nghĩa là ít. Rồi, muối đếm được không? Không đếm được các bạn, khi mà nhiều thì các bạn xài gì? Mất. Rồi, bé biết cái là mất. Bất cha cái thằng lot ở đi mệt quá. Rồi, câu số 3. Thời gian. Tôi không có nhiều thời gian để nói lời tạm biệt tàu hỏa của tôi rồi đi trong vòng 5 phút nữa. Là tôi không có câu này xài sao cho nó ok. Tôi không có một ít thời gian nào để nói lời tạm biệt. Một ít thì đúng hơn nhỉ. Tôi không có một ít thời gian, một chút thời gian là không có luôn, không đủ luôn. Không có đủ thời gian luôn, không đủ xài luôn. Không đủ xài luôn. Xài little hoặc few. Đây đây đây, không đủ xài này, không đủ xài này. Nha. Rất ít, không đủ, tức nó đã không nói lời tạm biệt luôn là tức nó không có đủ thời gian. Thầy các bạn sẽ xài little hoặc few, không có nha. Thời gian đến được không? Thời gian không đến được xài little. Rồi ghi little vào. Khó ha, mấy cái bài này khó đấy, không dễ đâu. Rồi, câu số 4. How thì chắc là how much, how many rồi, chả còn cái gì nữa. Hỏi số lượng ấy, trao giờ là quần tây, và quần tây là danh từ đếm được số nhiều. How many, câu này là câu cho mình điểm, không cần suy nghĩ nhiều. How many, câu 4 là how many. Câu số 5, người bạn. Tôi đã gặp một vài người bạn ở nhiều người bạn ở quán bar. Nhiều nào, nhiều người bạn nào, bạn đếm được nào? Many hoặc là a lot of, thì hai cách phải cho cô. Để cho nó menu hoặc là lot ở cho cô. Rồi, sang câu số 6. Bởi vì bộ phim rất tệ hại, chỉ có một vài người trong rạp chiếu phim thôi. Người đếm được không? Một ít, một vài, một ít. Một vài, một ít là xài a few hoặc a little rồi đấy. Mà người đếm được cho nên xài gì? A few. Rồi, câu số 6 a few cho cô. Sang câu số 7 phân tích nào. Tôi thích sách hơn. Tôi thích sách hơn. Cho nên tôi mua gì? Mua nhiều tạp chí hay là ít tạp chí? Tôi thích sách mà, tạp chí với sách nó khác nhau chứ. Tôi thích sách hơn nên tôi mua một ít tạp chí. Tạp chí đếm được không? Tạp chí đếm được nha. Few. I buy few magazine. Nó mua về mà nó không đọc. Mua ít thôi, không thèm đọc. Rồi câu số 8. Câu 7 là few được chưa? Câu số 8. Giáo viên tiếng Pháp của tôi có cái gì? Kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn. Giáo viên tiếng Pháp của tôi có rất ít sự kiên nhẫn hả? Câu 8. Câu 8 suy nghĩ câu 8. Có rất ít sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn đến được không? Không đến được. Tức nó đang chơi giáo viên của nó, không kiên nhẫn á. Vậy là không có đủ kiên nhẫn luôn á. Thì các bạn xài little cho cô. Không đủ luôn, không đủ để xài. Rồi câu 9. Tôi thích cà phê hơn. Tôi thích thêm cà phê. Một chút cà phê. Làm ơn cho tôi thêm một ít cà phê. Rồi cà phê không đếm được này. Và một ít, một chút nào. Rồi ở little cho cô. Để mà uống được chứ. Thêm little thì lại chả đủ để uống. Phải xài a little. Câu số 9 xài a little. Câu số 10 traffic là giao thông. Có nhiều. Hôm nay có quá nhiều giao thông không? Có nhiều, rất nhiều giao thông ngày hôm nay. Xe cộ ngày hôm nay. Có nhiều giao thông ngày hôm nay. Giao thông là không đếm được. Xài mớt hoặc là xài a lot of cho cô. Xài mớt hoặc a lot of. Câu số 10. Câu số 11 này. Help sự giúp đỡ. Không đếm được nhá. Bạn có cần sự giúp đỡ nào không? Bạn cần giúp đỡ không? Câu 11. Các bạn xài cho cô một vài, một ít. Giúp đỡ không đến được cho nên xài a little. A little nha. A little mới đủ để xài. Còn nếu mà xài little lại không đủ nha. Câu 12. English homework là bài tập tiếng Anh không đến được nha. Tôi không có bài tập tiếng Anh ngày hôm nay. Tôi không có gì. Không có nhiều. Tôi không có nhiều bài tập tiếng Anh ngày hôm nay. Không đến được con ơi. Mớt hoặc a lot of. Mớt hoặc a lot of cho cô. Câu 13 có how rồi thì biết rồi đấy. Có how rồi thì có hai cách thôi, một là how many hay how much. Xài how gì? Rồi how many bởi vì children đếm được nhá. Tôi không cần gì, tôi có thể sống với thu nhập, tôi không cần gì. I don't need gì đó. Câu 14 là sao? Câu 14 tôi không cần nhiều đâu, tôi có thể sống với một ít thu nhập thôi. Rồi, đang nói về thu nhập không đếm được, các bạn xài mất đấy đầu tiên, và phía sau là xài gì? A little. Mấy cái này khó ha, đau não lắm á. A little. Câu cuối cùng nào, suy nghĩ nào. Peter nói quá nhiều nào. Chu gì? Chu mớt. Xong. Chu mớt. Chu phải là chu menu hoặc chu mớt thôi, không có chu gì nữa. Ok, đã có chu là một là chu menu, hai là chu mớt, mà đang nói vấn đề nói quá nhiều đâu có đo đếm được. Các bạn sẵn chu mớt. Rồi sang bài tiếp theo vẫn là a few few, a little little, không có mớt menu, khỏe rồi. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần phải biết đó là danh từ đếm được hay là không đếm được, và cái thứ hai là đủ hay là không đủ, đủ xài hay không, ít mà không đủ là xài, không có cái chữ ở. Rồi câu số 1 chỉ có một ít trứng trong cái này thôi. A few ghi, đúng rồi, a few ghi vào. A few. Câu số 2. Từ từ, tiền không đếm được này. Mẹ ơi làm ơn mẹ có thể cho con ít tiền không, con muốn đi rạp chiếu phim. Can you give me a little? A little. Câu số 3. Khi tiền đâu đếm được? Tiền là không đếm được, money là không đếm được. Thì nó là danh từ không đếm được. Ok. Ủa, thì người ta liệt kê là danh từ không đếm được rồi. Tiền nói chung là không đếm được nhá. Tiền nói chung. Rồi, như là muối, thìa muối lại đếm được, muối không đếm được nhưng mà thìa muối đếm được, phải phân biệt đấy. Rồi câu số 3. Khi mà Ben ở trong bệnh viện thì chỉ có một vài người bạn đến thăm anh ta. Few sao có few. Câu số 4, anh ta chỉ mua một ít chuối thôi, a little. Rồi câu số 5. Sheila rất là hiện đại, cô ta sống với rất là gì? Modest. Từ từ, cô ta sống với gì tiền? Modest là từ từ. Mary rất là khiêm tốn, Sheila rất là khiêm tốn, cô ta sống với một ít tiền. Tiền không đếm được. Sai gì? Rồi little. Rồi câu số 6. Peter đã mời tất cả bạn bè nhưng sao? Chỉ một vài người xuất hiện ở bữa tiệc thôi, một vài người thôi. Câu gì? Đếm được không? Người đếm được. Few cho cô. Rồi câu số 7. Nước cam, nước ép không đếm được. Không đếm được sai gì? A little. Câu số 8. Kinh nghiệm. Experience là kinh nghiệm nhá. Mary là một y tá nhưng mà cô ta có ít kinh nghiệm với bệnh, những cái bệnh nhiệt đới. Ít, một ít nào. Little cho cô, không đếm được phải xài little rồi. Little. Câu số 9. Có vài trăm người đã đi biểu tình ngày hôm qua. Vậy ở đây nhá, một vài người đếm được con. Người đếm được. Few cho cô. Few có một vài trăm người. Câu số 10. Hãy mặc áo len vào, trời có một ít lạnh ở bên ngoài đó. Câu 10. A little luôn, lạnh không đếm được. Rồi câu số 11. Anh ta đang gì đó. He is dying. Còn một chút thời gian thôi, còn một ít thời gian thôi. Anh ta đang nhuộm tóc, còn một ít thời gian thôi. Câu 11 các bạn xài cho cô little. Thời gian không đếm được, little. Rồi câu 12. Giáo dục không đếm được. Người đàn ông có một chút giáo dục thôi. Anh ta không thể đọc, không thể viết được, là không đủ xài luôn. Vậy thì các bạn sẽ xài little cho cô. Rồi câu số 13, người đếm được. Vậy là a few hoặc few này có một vài người mà tôi có thể tin tưởng được. A few. Câu 14, tôi đã đọc cái gì? Tôi đã đọc những cuốn sách rất là hay nha. Tôi đã đọc một vài cuốn sách rất là hay. Sách đếm được phải a few. Câu 15, phim đếm được. Những chuỗi phim, những bộ phim dài tập trên TV là đếm được. Anh cha tôi đã xem một vài a few luôn. Ok chưa? Xong xuống bài dưới. Xuống bài dưới bỏ qua, nhìn thấy ghét rồi. Rồi các bạn sang bài speaking trang 55. Speaking